Lọ lem nhà Quyền Linh lại gây sốc visual, chỉ mặc bộ đồ chụp ảnh cũng đủ làm cộng đồng mạng bấn loạn. Loạt khoảnh khắc mới nhất của Lọ Lem, con gái lớn nhà MC Quyền Linh nhận về hàng loạt lời khen từ cư dân mạng. Dù chưa gia nhập showbiz, nhưng Lọ Lem Mai Thảo Linh, con gái Quyền Linh đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng nhờ nhan sắc nổi bật. Trang cá nhân của Lọ Lem cũng thu về hàng chục nghìn lượt theo dõi. Theo đó, người hâm mộ cho rằng cô bé sẽ sớm trở thành mỹ nhân tương lai của Vbiz. Mới đây, Lọ Lem lại tiếp tục khiến công chúng sốc visual khi khoe nhan sắc cực xinh xắn trong clip vỏn vẹn 20 giây. Dù chỉ diện đồ bộ, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng con gái Quyền Linh vẫn vô cùng duyên dáng đáng yêu. Mọi đường nét trên gương mặt Lọ Lem đều được đánh giá là hoàn hảo, với đôi mắt to tròn, sống mũi cao và khuôn mặt cực duyên. Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành những lời khen có cánh cho Lọ Lem. Xinh xỉu trời ơi, Lọ Lem ngày càng xinh, hoa hậu tương lai đây chứ đâu. Mê nụ cười của em. Ở tuổi 15, Thảo Linh không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp mà còn gây ấn tượng với chiều cao trên 1m7. Dẫu vậy, MC Quyền Linh từng cho biết cô bé không có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Thay vào đó, Lọ Lem yêu thích thiết kế thời trang và muốn trở thành một nhà thiết kế trong tương lai.